Đường này ta gọi là miếng nhựa dày nè, dày nghĩa là dày một ly. Miếng nhựa này ta gọi là miếng nhựa mỏng đó. Thường thường mà qua bất cứ cái mặt hàng nào mà chạy hàng dày mà mình công đoạn dẻo máy một kim, mà công đoạn dẻo miếng một ly, mà muốn dẻo cho nó qua điểm dày cho nó ngọt là bắt buộc phải dán chân vịt cho nó cao lên. Dán làm sao thì gọt nó nè đó, mình cắt nó đi đó, cắt một đường thẳng nè đó. Thường thường á mình dán là cũng phải có cái điểm g để thường thường nè, miếng một ly phải không, dán đời vừa hờ với cái chân vịt bên đây một đồng thời, lúc đó mình mới dán. Trước khi mà mình dán á là mình phải làm tạo cái một cái điểm g, tạo một cái điểm g miếng nhựa một tí mình dán nó mới dễ đó, tí mình dán nó mới dễ nè. Trường hợp mình bẻ cong nè, đây giống như một cái mũi tàu vậy đó, thì mình bẻ cong mình dán vô cho một tí mí dẻo mình cho nó ok đó. Thường giống như tạo một cái điểm g vậy đó, hình như chữ L vậy đó nha. Đã xong lúc đó mình gọt đó, mình gọt cho nó sạch sẽ nha. Đó, thường thường thì nó sẽ bên cao bên thấp giống như tình trạng giống như vậy nè. Đó, thường thường mình chạy hàng dày mà, mình chạy hàng dày là đồng thời qua điểm dày này. Nếu mà chân vịt nó hai cái nó bằng nhau thì sẽ tạo cái g ở đây, cái g ở đây sẽ tạo nguyên nhân nó không lướt đi được. Đó, để lắp vô cho chạy thử cho mọi người xem nè. Đó. Đó thì thường thường á lắp vô. Dịch này hai chỉnh thấp quá. Đó. Trước khi mình chỉnh á, mày mí chạm một ly là bắt buộc mình phải đá chân vịt ra. Đó. Đó mình phải đá nè. Như vậy đá qua bên đây là ta gọi một ly nè. Đó, hiện thường dẻo cho mọi người xem nè. Đó. Ví dụ như mặt hàng mà cái này hiện tại bây giờ mình đang giới thiệu mô phỏng thôi. Còn một trường hợp mà mới mốt á mà đi làm thực tế nó còn dày hơn nữa. Đó, thì bữa nay hướng dẫn cái phần sơ lược cơ bản này thôi. Mọi người ai cũng làm được hết. Đó. Giả sử trường hợp mà nó chân vịt nó thấp là phục vụ mình thấy cho ngóc nó xuống, và đó có hướng dẫn rồi. Đó. Giống như ví dụ như tình trạng như vậy, ta gọi là dẻo một ly nè, máy một kim dẻo một ly nè. Đó. Lại sẽ ra mí xe đều. Hiện tại giờ nó đang bự quá thì mình đá nhỏ nó lại một tí. Đó. Đó, tới cái điểm dày này nè, tới cái điểm dày nếu mà mình không dán một bên cao bên thấp là bắt buộc một hồi qua điểm dày nó sẽ không qua ngọt được, là tới đó nó sẽ tự động nó lì máy lại, nó sẽ không qua được. Đó. Dẻo lần thứ hai mọi người nè. À, một ly là bên cao bên thấp đúng không? Ừ, ta gọi là mà mí phải nè. Đó. Thường thường mà nếu mà mình dán bên cao bên thấp nó sẽ tạo nguyên nhân nó đi qua điểm dày nó ngọt hơn. Đó. Qua chỗ thường thường mà dẻo một kim là đa số là dẻo một ly là thường thường nó sẽ qua mấy cái điểm dày. Đó, trường hợp mà phải đây là một ly đúng không? Ừ, đây ta gọi ly gữ nè. Còn muốn nhỏ hơn tí nữa thì mình đá vô tầm cỡ một ly. Hiểu không? Mình chỉnh bẻ qua bẻ lại chân vịt là ta gọi là một ly. Đó, đó là trường hợp mà chạy dẻo một ly qua điểm dày. Đó. Còn mà giả sử như mà trường hợp mà đi làm thực tế hoặc bán mai gia đình của mình á mà ở ngoài không có dẻo chân vịt một ly, bắt buộc mình phải dán cũng giống như tình trạng giống như tình dày. Mình phải lọt cái miếng nhựa này ra.
lọc cái phần nhựa lớp trong này ra, rồi lúc đó mình mới dán cái miếng nhựa một bên cao bên thấp đó. Hiện tại bây giờ cái chân vịt bằng này mình cũng có thể dán được đó. Ví dụ như chạy chân vịt bằng này mình muốn khỏi cần chân vịt mà mí luôn,